Những miệt thứ check-in ngày giãn cách, ai ở đâu ở đấy. Hôm nay 22 tháng 8 năm 2021. Và hình ảnh các bạn đang xem là một trường hợp được ghi nhận ở Bắc Ninh. Các y bác sĩ đã rất là vất vả lấy mẫu xét nghiệm cho anh thanh niên này, bởi vì anh rất là khỏe mà chưa chịu hợp tác. Và đây chỉ là một trường hợp khó nhằn trong 1001 tình huống lấy mẫu xét nghiệm mà Miệt Thứ đã ghi nhận được. Chúng ta sẽ cùng xem với nhau ở phần cuối video này. Tiếp theo là những tin vắn bà con cần biết tại tỉnh Kiên Giang mà Miệt Thứ đã cập nhật được trong ngày hôm nay. Theo Bộ Y tế thông tin, tính từ 18 giờ ngày 21 tháng 8 đến 18 giờ ngày 22 tháng 8, trên hệ thống quản lý quốc gia ca bệnh COVID-19 đã ghi nhận 11.214 ca COVID mới, trong đó 6 ca nhập cảnh và 11.208 ca ghi nhận trong nước. Riêng tỉnh Kiên Giang ghi nhận 15 ca mắc mới. Theo báo cáo nhanh công tác phòng chống dịch COVID-19 của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Kiên Giang, tính từ 19 giờ ngày 21 tháng 8 đến 7 giờ ngày 22 tháng 8, trên toàn địa bàn tỉnh Kiên Giang đã ghi nhận số ca mắc mới là 55 ca, nâng tổng số ca mắc tính từ ngày 21 tháng 6 năm 2021 đến 7 giờ sáng ngày hôm nay lên 862 ca, ghi nhận tại các địa phương đơn vị sau. Tại thành phố Rạch Giá ghi nhận 52 ca dương tính mới là các trường hợp khu phong tỏa xét nghiệm lần 2. Trong đó ghi nhận 22 ca tại hẻm 342 Ngô Quyền, 28 ca tại hẻm 328 Ngô Quyền, 1 ca ghi nhận tại hẻm 81 Huỳnh Mẫn Đạt và 1 ca ghi nhận tại hẻm 16 Lạc Hồng. Nâng tổng số ca mắc của thành phố Rạch Giá đến 7 giờ sáng ngày hôm nay là 326 ca. Huyện Châu Thành ghi nhận 1 ca dương tính mới là trường hợp F1, con ruột của tài xế đang cách ly tập trung xét nghiệm lần 1, nâng tổng số ca mắc của huyện Châu Thành lên 146 ca. Huyện Bình Thuận ghi nhận 2 ca dương tính mới là trường hợp sàng lọc cộng đồng tại Kinh 2, Tân Thuận, nâng tổng số ca mắc của huyện Bình Thuận lên 104 ca. Tại thành phố Rạch Giá, vào lúc 11 giờ trưa ngày hôm nay, tỉnh Kiên Giang đã quyết định dỡ bỏ vùng cách ly y tế phòng chống dịch COVID-19 đối với toàn bộ các hộ dân hẻm 228, đường Cách Mạng Tháng 8, khu phố 1, phường Vĩnh Lợi, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Và tỉnh Kiên Giang cũng quyết định thiết lập vùng cách ly y tế phòng chống dịch COVID-19 tại thành phố Rạch Giá gồm 5 địa điểm cụ thể như sau. Toàn bộ hẻm 39 đường Huỳnh Mẫn Đạt, khu phố 1, phường Vĩnh Lạc, thành phố Rạch Giá. Toàn bộ hẻm 316 đường Ngô Quyền, khu phố 1, phường Vĩnh Lạc, thành phố Rạch Giá. Toàn bộ hẻm 302 đường Ngô Quyền, khu phố 1, phường Vĩnh Lạc, thành phố Rạch Giá. Toàn bộ hẻm 47 đường Lạc Long Quân, khu phố 1, phường Vĩnh Lạc, thành phố Rạch Giá. Và toàn bộ hẻm 379 và các hộ liền kề ở đầu hẻm gồm nhà số 379, 379A, 379B và từ nhà số 680 đến 702A, đường Quang Trung, khu phố Rạch Dòng, phường Vĩnh Quang, thành phố Rạch Giá. Thời gian thiết lập kể từ 8 giờ 0 phút ngày 22 tháng 8 cho đến khi kiểm soát và xử lý triệt ổ dịch COVID-19 tối thiểu là 14 ngày. Sau đây là một thông tin khác mà Miệt Thứ tin là bà con mình rất quan tâm. Bởi trong những ngày giãn cách xã hội, ai ở đâu ở đấy thì tiền điện sinh hoạt của gia đình chúng ta có được giảm hay là không? Theo thông tin Miệt Thứ cập nhật được trong ngày hôm nay, thì Điện lực Kiên Giang đã chủ động phối hợp với Sở Công Thương tỉnh Kiên Giang triển khai thực hiện giảm giá điện, giảm tiền điện lần 3 và lần 4 cho khách hàng sử dụng điện do dịch COVID-19. Theo đó, khách hàng sử dụng điện cho mục đích sinh hoạt thì giảm 15% tiền điện trước thuế giá trị gia tăng trên hóa đơn tiền điện cho các khách hàng sử dụng đến 200 kWh trên một tháng. Với khách hàng sử dụng trên 200 kWh một tháng thì mức giảm là 10% tiền điện trước thuế giá trị gia tăng trên hóa đơn tiền điện. Thời gian hỗ trợ giảm tiền điện cho khách hàng sử dụng điện là trong 2 tháng tại các kỳ hóa đơn tiền điện tháng 8 và tháng 9 năm 2021. Điện lực Kiên Giang sẽ căn cứ để xác định mức hỗ trợ giảm tiền điện là lượng điện năng sử dụng vào mục đích sinh hoạt trong kỳ hóa đơn tiền điện tháng 8 và tháng 9. Hình ảnh các bạn đang xem minh chứng cho một điều mà có lẽ tất cả chúng ta đã nhận ra trong những ngày giãn cách, đó là hạnh phúc nhất trong mùa dịch là ở quê. Có quê để về tránh dịch là một điều tuyệt vời. Và trong video ngày mai 23 tháng 8, chúng ta sẽ cùng ngắm những khu vườn mà trên bờ có đủ thứ rau, dưới ao có đủ thứ cá của bà con vùng Miệt Thứ.
Và trong phần cuối video ngày hôm nay là 1001 trường hợp lấy mẫu xét nghiệm mà khiến chúng ta khi xem á phải bật cười thích thú. Có những trường hợp thì lại dở khóc dở cười mà Miệt Thứ đã tập hợp được từ mạng xã hội TikTok. Và khi bạn đã xem hết những video lấy mẫu này thì hãy để lại bình luận một chút cảm nhận của các bạn khi lấy mẫu xét nghiệm nha. Và Miệt Thứ hy vọng rằng những hình ảnh vui nhộn này sẽ mang đến cho tất cả chúng ta một tinh thần sảng khoái, một tinh thần tích cực để chúng ta tiếp tục chiến đấu, chiến thắng đại dịch Covid-19 trong thời gian tới. Bịt cái miệng lại. Nhớ đang làm nhớ đứng kia. Rồi xin lỗi. Dạ đúng rồi. Phải chứ không? Phải rồi. Nhớ lên hả? Oh,
phải không bà, cho con đi. Chấp chấp Ha 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 ha